chào tất cả quý vị và các bạn hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với cả chương trình ở những cạm bẫy trong khai cuộc ngày hôm nay mình xin giới thiệu với Phan các bạn một cái thế trận là cao tạp pháo ừ, cao tạo pháo đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái hình cờ cơ bản của thế trận này và pháo lên mã lên mã là xe đà xe đấm binh bảy đi hai sa tầng sáu lên mã đấm binh bảy à, đến đây đã hình thành lên cái thế trận là trung pháo quá hà sa đối bình phong mã thì như anh em đang thấy trên màn hình thì đến giai đoạn này bên đen sẽ có rất nhiều hướng lựa chọn để có thể chống chọi lại với bên đỏ ví dụ như là tả mã bàn hà bình pháo đổi xe phương án phế mã à, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi sâu vào phương án tả mã bàn hà với phương án tả mã bàn hà như này thì bên đỏ lên mã bên đen treo voi ba tầng năm à, ngoài cái phương án voi 3 tầng 5 ra thì ở đây bên đèn cũng có một số lựa chọn khá là hay ví dụ như là hoành xe để đẩy thế trận vào sâu sát phương án voi 7 5 mang tính chất củng cố bình ổn phương án binh 7 tấn 1 đấm binh sang để trực tiếp trực tiếp tấn công luôn bên lại bên phía bên đen à bên đỏ Đấy. thì ngày hôm nay chúng ta cùng đi sâu vào phương án voi 3 5 một phương án tương đối là bình ổn nhưng mà trong cái bình ổn mà vẫn có một số phương án rất là hay mang tính chất phức tạp đối công thì ở đây ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phương án pháo 8.1 cao tạp pháo cao thảo pháo như anh em đang thấy thì là bên đỏ à, tấn pháo một lên để mục đích là không muốn con mã 6 có thể ăn xuống điểm tốt 7 à, lúc sau có thể chơi xe bình 4 bắt ngựa với cái phương án như thế này thì bên đen họ lên sĩ Đấy, lên sĩ chấp nhận để bên đỏ đi sai bình 4 vào tấn công vào ngựa và thòng ra những cái thủ pháp để phản kích lên cái trục lộ 3 của bên đỏ đây bên đỏ đi sai bình 4 bắt thì bên đen phó 8 tấn 2 đến giữ ngựa Đấy. thì anh em đang thấy là con pháo này đang giữ giữ con ngựa thì bên đỏ đi binh 3 tấn 1 mục đích là nếu như bên đen mà ăn binh 7 sang thì sẽ bị chết ngựa thì ở đây bên đen tiếp tục thủ pháp pháo 2 tấn 2 cái lớp pháo 2 tấn 2 mục đích là muốn điều lốt con pháo sang bên cánh trái này để phản kích rất mạnh và bên cánh phải của bên đỏ thì ở đây bên đỏ ăn tốt xa ăn pháo qua và chơi phương án mã 3 tấn 4 mã 3 tấn 4 này đang triệt tiêu vào con pháo gốc tấn công con pháo gốc để mục tích đích là tấn công bắt chết cái con ngựa 4 của à, ngựa 6 của bên đen thì ở đây bên đen có một cái cách chơi rất là hay là bên đen nó phế ngựa ngay bằng cái thủ pháp chọc pháo 8 tấn 5 pháo giác bên đỏ ăn ngựa thì bên đen tiếp tục chọc xe 8 tấn 5 cái nước xe 8 tầng 5 ở đây ở bên đen với mục đích là đang muốn bình xe bắt sĩ bên đỏ mà lên sĩ thì đi xe 6 bình 7 sang bắt cục đấy, tình huống đấy thì ở bên đỏ sẽ rất là nguy hiểm nếu giả sử trong tình huống này bên đỏ đi xe 9 tấn 1 thì bên đen chuyển xe bắt sĩ đấy. trong tình huống này mà lên sĩ thì đi xe 8 bình 7 ở đây là bắt tượng đáy thì bên đỏ rất là lúng túng nếu nếu mà xuất tướng ra thì sẽ là vỗ chiếu thôi Sau này con pháo nó vật xuống con tượng này thì rất là nguy hiểm Còn nếu như trong tình huống này bên đỏ quyết định bỏ sĩ mà đi chơi phương án Xe 9 bình 2 sang bắt pháo thì bên đen họ sẽ chém chiếu Bên đỏ lên tướng thì bên đen di chuyển xe 1 bình 4 vào Bên đỏ ngăn đàn cả lại thì bên đen lại di chuyển xe 4 bình 2 Như anh em đang thấy thì đến hiện tại thì tuy rằng là kém một cây nhưng mà cái thế công của bên đen là rất mạnh à, bên đỏ khả năng rất là lung túng Vâng, với những cái diễn biến vừa xong thì à, đến đây thì bên à, bên đỏ phải xử lý làm sao để cho cái tình huống nó trở lên à, hòa hoãn hơn thì ở đây mình xin đưa ra một cái phương án dành cho bên đỏ để chơi có thể đối trận lại được với bên đen bằng cái phương án chơi vào 8 tuần 2 vào 8 tuần 2 ở đây thì à, bên cái lúc pháo 8 tấn 2 ở đây với mục đích là bên đỏ đang muốn đấu với con pháo 7 của bên đen đi đấy làm giảm tải áp lực thì ở đây bên đen sẽ chơi phương án binh 3 tấn 1 đấy, binh 3 tấn 1 thì ở bên đỏ cứ ăn binh 7 sang thôi thì anh em thấy thì cái việc là con xe 4 nó có căn nếu như mà bên đen mà vẫn di chuyển như thông thường bằng cái phương tục pháp xe 8 bình 6 ở đây thì bên đỏ đơn giản là lấy sĩ thôi bắt xe nếu mà bên đen mà chuyển xe sang định dùng pháo vật tượng thì bên đỏ ở xe 4 bình 3 rất mạnh Đấy, tại vì cái con pháo 8 bây giờ có căn, nếu mà ăn tượng lên thì con mã 4 này lại ăn về xe, còn nếu ăn xe về thì con pháo vất qua. Chính thế lúc ấy thì bên đỏ sẽ đại ưu thế. À chính vì vậy ở đây thì ở bên đen không thể đi xe 8 bình 6 được. Còn bên đen sẽ chơi thủ pháp xa, xe, xe 1 bình 4 xuất động thêm quân chủ lực. Ở đây à, bên đỏ sĩ 6 tầng 5. À, lên sĩ. Bên đen triệt tiêu con pháo đi cú vật pháo pháo đầu và đang tấn công vào cái con pháo phản kích thì bên đen vòng ngựa về bắt pháo. Nếu như ở đây bên đỏ ăn xe sang pháo thì bên đen ăn mã lên thì hình cờ sẽ cân cờ ngay ở đây bên đỏ. thoái xe về, à thoái pháo về thì bên đen tức đi xe 8 bình 7 vào tấn công điểm tượng tượng đáy. Bên đỏ lên tượng chiếu. Tượng về, và ăn xe sang ngựa. Đấy, thì như anh em đang thấy trên hình cờ thì ở bên kết thúc cái khai cuộc thì ở bên đen đấy, tuy hơn một tượng nhưng hình đồ đang bị kém hai binh một binh 7 và một binh 5. đấy thì thế trận đến đây được đánh giá là tương đối là phức tạp và ưu thế thì vẫn là nghiêng về bên đỏ có quyền chủ động hơn với những cái diễn biến vừa xong thì mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây hy vọng với những diễn biến này sẽ giúp anh em có một cách nhìn sâu hơn trong thế trận cao tào pháo Tiện đây anh em nào muốn cho con theo học cờ hoặc học 11 cùng với mình thì có thể liên hệ zalo 0935356789 để nhận được những thông tin về các lớp học. Ở video đến đây xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những video về cạm bậy trong khai cuộc sau.